Hello, xin chào quý anh chị nha. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em Đức Vlog lên cho mọi người một con Bessy đầu 14 nha. Con này là sơn si zin, máy zin. Xe này rất êm, rất là mạnh nha mọi người. Máy này zin, sơn zin ha. Áo này có chạy đây hai lỗ ha. Rồi còn lại thì ok. Như cái nào điểm, khuyết điểm thì em sẽ báo luôn cho mọi người ha. Với lại em có hình ảnh chi tiết bên Zalo, mọi người có thể qua đó tham khảo. Những con BC này nói về chất lượng thì nó ngang ngửa với con mấy con SH nha. BC SH mà cái độ êm nó thì êm hơn nha. Êm ái hơn và nó mướt hơn. BC 125 xe nội địa Nhật. Xe này có Nhật sản xuất thôi. Rất là được những anh em ở Sài Gòn, Hà Nội yêu chuộng nha. Kênh em là kênh bán xe Campuchia nha mọi người. Xe kho, xe Nhật là bán xe không có giấy tờ nha. Mọi người về tự lo giấy nha. Em báo ở đầu bài cho anh em dễ tiếp cận. Con này là đầu 14, có lô mũi. Có cửa sổ, anh em gọi cửa sổ á, nó có cái tục bô lên trên đây. Rồi đi vô chi tiết ha. Đầu 13 vô đầu 14 là nó sẽ có cái thắng gọi là CBS, nghĩa là thắng một bên nó sẽ ăn hai bên ha. Đây là cái có cái khóa thắng. Mọi người khóa thắng lại. Tấm sâu vô xong cái bật cái này lên là nó khóa thắng lại. Đó, giống vậy nè. Cái này cái khóa thắng, cái mình mở này xuống. Đó, nó tự nhảy ra. Cũng cái chữ nghĩa ok nha mọi người. Sáng đẹp ha, mặc đồ hồ, xe đi 8.000 cây. Nhựa zin ha, máy zin, nhựa zin. Nhựa này chưa xử lý nha mọi người. Cái này dính keo á, này cạo ra ha. Vậy lau chùi nó ra. Chữ nghĩa đầy đủ ha. Tem đầy đủ, nhựa nhám còn rất là ok ha. Đây cái thùng hộp chứa đồ. Này, đồ nghề nó trong đây luôn ha. Mấy cái đồ nghề này ít khi nào đụng tới, xe nó ít có hư vặt hỏng vặt lắm, cái đầu bền của nó thì mọi người biết rồi đó. Biết bao lâu mới đụng tới cái này. Chưa bao giờ cái này ha. Học đồ nghề, ốc gam còn đẹp nha mọi người. Nó hơi móc móc nhưng mà nó màu gam của màu xanh lính nha, đẹp nha. Bát này rất đẹp nha. Bát này móc móc của Hiếu kiểu như bên Nhật đó mọi người. Màu xanh này còn nha. Rồi đem tiết chữ nghĩa còn nha. Yên zin hay đấy yên zin nha. Da này có lọc lại mình sẽ của bên Nhật về nha. Kính đầy đủ ha. Kính cả cặp luôn. Mấy con ốc này rất là đẹp nè. Cái nước cam của nó mọi người xem nè. Đó. Nước cam xanh, xanh bóng luôn. Rồi cái bát yên nè, bảy màu luôn. Bát yên bảy màu, cái nắp xăng cũng rất là đẹp nha. Những cái chi tiết này chỉ nói là cái xe nó đi ít thôi. Cái nguyên bản, form yên còn đẹp nha mọi người. Yên này ngồi cũng không thua gì cái yên kia đâu. Theo em cảm nhận là vậy. Chữ nghĩa tem tiết đầy đủ, áo đẹp nha mọi người. Áo đẹp, áo này bọc lắm ha. Nó chạy một hai chỗ nhưng mà cái màu này nó đẹp. Màu này đi nhìn nó sang ha. Cái này dính nước, dính dơ vậy. Nước nó văng luôn. Rồi lóc nha, đẹp ha. Không cắn móp bể gì ha. Có nổ phía sau này một xíu ha. Tem zin. Gà đẹp nha mọi người. Móc tán còn sáng nha. Cái bát thắng này kia rồi nè, đùi gà rồi nè. Ok nha. Mâm zin. Mâm này nó sơn zin nè, không có sơn lại nha.
cái đường viền này nó đẹp nè, không có bị chạy gì, cấn gì nhiều. Cái này lao ra nha mọi người, con này ok lắm á, được đặc biệt là cái máy chạy rất là êm. À nãy quên gỡ cái thùng coi coi cái đồ gánh đỡ đi vậy, gánh nè bảy màu luôn, bô zin ha, bô zin không cắn móp không một lũ gì nữa. Trước sau ha, IRC đây, IRC ha, heo dầu đẹp nha mọi người, heo dầu đẹp, ốc bán độ trì theo năm tháng ha. Rồi vỏ như vậy vui luôn mọi người, đi nè bao năm luôn, đi 3-4 năm sau cái vỏ vẫn còn nguyên. Mấy cái dòng này cái vỏ nó dày lắm, đi êm ái lắm, bóng là nổ máy luôn. Con PC đầu 14 giá dễ chơi cho anh em ha. Máy viên, ảo viên, sơ si viên nha. Rồi. Con viên, viên đẹp ha. Kính hai cái, chìa hai cái ha. Càng đẹp. Càng PC nghe nghe phát thì biết. Nhiều người dặn là có, dặn là có ha. Cái máy cực kỳ êm luôn. Mọi người chạy nè, hồng ra cái là không nghe tiếng động luôn, không nghe tiếng xe luôn. Rồi xe hiện tại đang Campuchia mọi người. Mọi người quan tâm có thể liên hệ em, xin thoại em để cho mình ha, màn hình ha. Có số Việt Nam và có số Campuchia nha mọi người, nhớ bấm cái đồ số cho nó đúng ha. App Zalo hai số đều có, Zalo và có Telegram nha. Em hỗ trợ ship toàn quốc, giấy tờ anh em tự lo ha. Giá thì cực kỳ tốt cho anh em biết chơi nha. Rồi em cảm ơn mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo ha.